Hôm qua tụi em chơi Noel quá là vui. Đốt pháo bông chó Honey sợ quá. Chạy vô rừng, chạy xuống sông. 1-2 giờ đêm nó mới về. Bữa nay em đi phóng sanh trễ xíu nha. Giờ này là 7 giờ. Không biết nước còn đầy không, nhưng mà hôm qua nước nó lên chậm lắm. Nên em nghĩ giờ này nước còn. Sống ở đây em chỉ canh con nước. Thời gian của em được tính bằng mạng sống của chúng sanh, bằng con nước. Nên cứ người ta bắt lên là em thả. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thả cho bạn Khổng Thục Hiền. Cầu bình an cho bạn. Mỗi ngày 100.000. Hôm nay là ngày thứ hai nha bạn Hiền.